có rất là nhiều bạn trẻ đang băn khoăn làm sao để mà các bạn có thể thi đỗ vào trường đại học Thành phố Hồ Chí Minh trong năm nay. Có nhiều các bạn đặt câu hỏi cho mình là em rất là mong muốn vào trường đại học Thành phố Hồ Chí Minh nhưng mà làm cách nào để em có thể đỗ vào trường đại học Thành phố Hồ Chí Minh. Rồi có rất là nhiều bạn là em là học sinh giỏi rất là nhiều năm liền, mong muốn trở thành một luật sư và em cũng muốn thi vào trường đại học Thành phố Hồ Chí Minh nhưng em rất lo sợ là mình sẽ không đậu. Các bạn đừng lo lắng, bởi vì tại video này chúng ta sẽ có những bí quyết để các bạn tham khảo. Chào các bạn, ngày hôm nay mình sẽ dành video này để chia sẻ cho các bạn bí quyết làm sao để trở thành một tân sinh viên của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Với kinh nghiệm của một người từng làm tuyển sinh và cũng là một sinh viên năm tư của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, mình làm video này để chia sẻ cho các bạn làm sao để các bạn có thể đỗ trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2019. Điều đầu tiên, để trở thành một tân sinh viên của một trường đại học nào đó, các bạn phải tìm hiểu về phương thức tuyển sinh của trường đó. Và trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cũng không ngoại lệ. Phương thức tuyển sinh của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh nằm trên trang web của trường. Các bạn truy cập lên trang web của trường xem phương thức tuyển sinh. Và phương thức tuyển sinh của trường nằm ở đâu? Nằm ở trên trang web của trường hoặc là fanpage của trường. Fanpage của trường là tuyển sinh trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Còn trang tuyển sinh của trường thì các bạn chỉ cần gõ trên Google sẽ ra thôi. Các bạn truy cập vào, các bạn xem rõ phương thức tuyển sinh điểm chuẩn của năm ngoái như thế nào để các bạn có được một cái hình dung về trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Thì tại video này mình sẽ không nhắc lại về nội dung của phương thức tuyển sinh mà nhà trường đã đăng chi tiết trên đó rồi, nhưng mình sẽ lưu ý các bạn một số điểm mấu chốt để các bạn nhớ. Đó là về phương thức tuyển sinh của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, đó là phương thức xét tuyển kết hợp. Kết hợp là như thế nào ạ? Kết hợp nhiều tiêu chí khác nhau và có 3 tiêu chí: điểm học bạ, điểm thi chung học phổ thông quốc gia và kỳ thi test năng lực. Trong đó điểm học bạ chúng ta sẽ chiếm 10%, điểm thi năng lực sẽ chiếm 30% và kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sẽ chiếm 60% kết quả đậu trúng tuyển. Tổng hợp hết tất cả những tiêu chí đó lại, chúng ta sẽ ra được một cái điểm tổng kết cuối cùng và cái điểm đó là cái điểm mà chúng ta sẽ dự thi xét tuyển với những bạn còn lại. Nói tới đây thì chắc là các bạn cũng sẽ băn khoăn là không biết là điểm học bạ sẽ tính như thế nào, đúng không? Thì các bạn nhìn kỹ vào video đi, mình sẽ chiếu một cái hình cho các bạn xem. Như các bạn đã thấy đó, thì hiện tại trên màn hình video của chúng ta đang là một cái tấm hình, một cái cột bảng có rất là nhiều môn, đúng không? Giả sử trường hợp các bạn đã chọn khối thi của mình bao gồm môn toán, ngữ văn và tiếng Anh thì các bạn sẽ nhập cột điểm từ học kỳ 1 năm lớp 10 đến học kỳ 2 của năm lớp 12 là điểm trung bình của từng môn. Sau đó các bạn tính điểm trung bình của từng môn như sau. Ví dụ như bạn tính điểm trung bình của môn toán thì các bạn sẽ lấy tổng 6 cột điểm của 6 học kỳ mà các bạn đã nhập, chia cho 6 sẽ ra điểm trung bình của môn toán. Tương tự như vậy áp dụng cho các môn còn lại. Sau đó lấy tổng hết tất cả cột điểm trung bình của 6 học kỳ mà các bạn vừa tính sẽ ra điểm tổng theo tiêu chí học bạ. Sau đó nhân cho 10% thì các bạn sẽ ra điểm theo tiêu chí xét tuyển của nhà trường. Ok, đây là tiêu chí thứ nhất. Các bạn có gì thắc mắc thì chúng ta có thể comment ở dưới, mình sẽ giải thích nhiều hơn. Tiêu chí thứ hai đó là tiêu chí kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Thì khi mà các bạn thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì các bạn sẽ thi cái khối mà các bạn đã đăng ký vào cái trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ như các bạn đã đăng ký trong tài khoản xét tuyển là khối A thì các bạn sẽ phải thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia là khối A bao gồm toán, lý, hóa. Sau khi mà các bạn thi xong thì các bạn sẽ có kết quả, các bạn lấy kết quả đó các bạn điền vào những ô trống trong chính cái tài khoản đăng ký xét tuyển tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh mà bạn đã đăng ký trước đó. Sau khi nhập xong thì hệ thống sẽ tự tính cho bạn điểm phần trăm theo tiêu chí kỳ thi trung học phổ thông quốc gia, đó là 60% nhân cho tổng điểm thi của các bạn sẽ ra các điểm bình quân. Ok, thì lúc này các bạn sẽ cộng cái điểm mà xét tuyển theo tiêu chí học bạ hồi nãy khi mà bình quân ra cộng với cái điểm xét tuyển theo trung học phổ thông quốc gia bình quân nhân cho 60% đó các bạn, thì các bạn sẽ ra điểm của vòng 1, vòng xét tuyển sơ bộ. Sau khi mà các bạn đậu được cái vòng số 1 rồi là vòng xét tuyển sơ bộ thì các bạn mới có đủ tư cách để các bạn thi vòng thứ 2, đó là vòng xét tuyển. Và tại vòng xét tuyển này chúng ta sẽ tương ứng với tiêu chí đó là kỳ thi đánh giá năng lực. Kỳ thi đánh giá năng lực sẽ tổ chức tại trường và làm trên giấy trong vòng 75 phút với 100 câu hỏi trắc nghiệm ABCD. Và nó sẽ bao gồm những cái lĩnh vực chủ yếu như sau, đó là kỹ năng sử dụng tiếng Việt, khả năng tư duy logic và lập luận, kiến thức về pháp luật, và nhóm cuối cùng đó là kiến thức xã hội tổng hợp. Nhiều bạn sẽ hỏi là mình có cần ôn gì hay không, thì câu trả lời là không cần thiết phải ôn đâu các bạn, bởi vì đề thi thì rất là bao la. Có một gợi ý cho các bạn là các bạn có thể xem tham khảo cái bài thi kiểm tra năng lực của những năm trước, những cái bài mẫu được đăng trên trang tuyển sinh của trường á, rồi các bạn làm thử. Rồi cái thứ hai nữa là các bạn thường xuyên cập nhật những tin tức, những kiến thức về xã hội, pháp luật, thì các bạn xem về pháp luật của Việt Nam, những cái kiến thức cơ bản pháp luật Việt Nam, đạo đức, giáo dục công dân rồi đó các bạn, thì các bạn sẽ dễ dàng vượt qua kỳ thi này thôi. Đó,
Như vậy đó là những cái lưu ý mà mình muốn nhắc nhở các bạn trong phương thức tuyển sinh và trong video phần 1 này. Và phần 2 chúng ta sẽ quay trở lại với một câu chuyện khác. Nếu như mà các bạn nào mong muốn trở thành một tân sinh viên của trường đại học thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn hãy subscribe kênh YouTube này để các bạn có thể có những video chia sẻ thật là đắt giá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.